Hỡi các con yêu dấu của mẹ, từ trái tim nhân từ của mẹ, mẹ gửi đến các con lời kêu gọi đầy yêu thương trong những ngày tháng này. Mẹ biết rằng cuộc sống của các con không dễ dàng, với bao thử thách và gánh nặng, với những nỗi đau và khổ cực mà nhiều người trong các con đang phải chịu đựng. Nhưng mẹ muốn nhắn gửi đến các con một phương tiện mạnh mẽ, một vũ khí thiêng liêng để các con tìm được sự bình an, lòng thương xót và hy vọng giữa những biến động của cuộc sống, đó chính là chuỗi mân côi. Trong thế giới đầy bất ổn này, mẹ mời gọi các con hãy siêng năng lần chuỗi mân côi. Đây không chỉ là một lời kêu gọi đơn thuần, mà là một lời nhắn gửi từ tình yêu bao la của mẹ dành cho các con. Mẹ mời các con đến với chuỗi hạt mân côi, không chỉ để cầu nguyện cho chính mình, mà còn để cầu nguyện cho toàn thể thế giới, cho hòa bình, cho những người đau khổ và cho những người đang phải đối mặt với những nỗi đau tinh thần và thể xác. 1. Lời kêu gọi siêng năng lần chuỗi mân côi. Các con thân yêu của mẹ, hãy để mẹ kể cho các con về sức mạnh lớn lao của chuỗi mân côi. Mỗi khi các con cầm chuỗi hạt lên và đọc từng kinh kính mừng, đó là các con đang dâng lên mẹ những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy sức mạnh. Chuỗi mân côi không chỉ là một phương tiện cầu nguyện cá nhân, mà còn là cách các con gắn bó với mẹ, hòa nhịp với nhịp đập của trái tim mẹ. Và thông qua đó, mẹ chuyển cầu mọi ơn lành của Chúa xuống cho các con. Kinh mân côi là một phương thức cầu nguyện đặc biệt mà chính mẹ đã ban cho nhân loại để các con có thể dễ dàng suy ngẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô từ khi Người giáng sinh cho đến khi Người hoàn thành sứ mệnh cứu độ của mình qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển. Mỗi chuỗi hạt là một hành trình thiêng liêng, đưa các con từ sự kiện này đến sự kiện khác trong cuộc đời của con Thiên Chúa. Từ đó, lòng các con sẽ được biến đổi và được mở ra để đón nhận ân sủng và lòng thương xót vô biên của Người. Mẹ biết rằng có lúc các con cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, các con lo lắng cho gia đình, cho tương lai, cho sự bình an trong tâm hồn và trên thế giới. Trong những lúc như vậy, mẹ mời các con hãy cầm lấy chuỗi mân côi. Các con đừng bao giờ coi thường sức mạnh của những lời kinh đơn giản này. Kinh mân côi có thể hóa giải những nỗi lo sợ lớn nhất, mang lại bình an trong những hoàn cảnh hỗn loạn nhất và thắp sáng niềm hy vọng khi mọi thứ dường như chìm trong bóng tối. 2. Lời hứa của mẹ dành cho những ai siêng năng lần chuỗi mân côi. Các con yêu dấu của mẹ, mẹ không chỉ mời gọi các con lần chuỗi mân côi, mà mẹ còn hứa sẽ ban cho những ai sùng kính mẹ và trung thành với chuỗi mân côi những ơn lành vô cùng đặc biệt. Các con đừng quên rằng, mỗi khi các con lần chuỗi, mẹ luôn ở bên các con, lắng nghe từng lời cầu nguyện, nâng đỡ và che chở các con khỏi mọi hiểm nguy. Mẹ đã ban nhiều lời hứa cho những ai trung thành với việc lần chuỗi mân côi. Một trong những lời hứa quý giá nhất là mẹ sẽ che chở các con trong giờ lâm tử, giúp các con được bình an và được Chúa đón nhận vào nước trời. Mẹ cũng hứa rằng, những ai siêng năng lần chuỗi mân côi sẽ nhận được nhiều ơn thiêng liêng trong cuộc sống, ơn bền đỗ trong đức tin và được cứu rỗi trong giờ sau hết. Mẹ còn hứa rằng, chuỗi mân côi sẽ giúp hoán cải các tội nhân, những người đã xa rời tình yêu của Chúa. Những lời cầu nguyện của các con sẽ có sức mạnh lớn lao trong việc cứu giúp những linh hồn đang ở trong tình trạng nguy kịch, dẫn họ trở về với lòng thương xót của Chúa. Chuỗi mân côi cũng sẽ giúp các con chống lại các cạm bẫy của ma quỷ và mang lại sự bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm về phần xác cũng như phần hồn. Ngoài ra, mẹ còn hứa rằng những ai siêng năng lần chuỗi mân côi sẽ được trở che khỏi các khổ đau và thử thách trong cuộc sống, được hưởng sự bình an trong tâm hồn và sự bảo vệ của mẹ trong mọi hoàn cảnh. 3. Lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Các con của mẹ, thế giới hôm nay đang đối mặt với nhiều thử thách to lớn. Các cuộc chiến tranh, bạo lực, hận thù và sự chia rẽ đang làm xáo trộn đời sống của biết bao con người trên toàn cầu. Mẹ biết rằng nhiều con cái của mẹ đang chịu đau khổ vì những xung đột vô nghĩa. Những người vô tội phải sống trong cảnh chiến tranh, nghèo đói và mất mát. Những nỗi đau này không chỉ hiện hữu ở những vùng chiến sự, mà còn lan rộng trong cuộc sống hàng ngày, nơi những gia đình bị chia rẽ,
những trái tim bị tổn thương vì thù hận và đố kỵ. Trong tất cả những thử thách đó, mẹ kêu gọi các con hãy dâng những tràng hạt mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Kinh Mân Côi không chỉ là phương tiện giúp các con tìm được sự bình an nội tâm, mà còn là cách các con cầu xin Chúa ban ơn lành xuống cho toàn thể nhân loại chính nhờ những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành từ trái tim của các con. Hòa bình mới có thể trở thành hiện thực trên thế giới. Mẹ mời gọi tất cả các con hãy cùng nhau kết thành một chuỗi cầu nguyện liên kết với nhau qua chuỗi Mân Côi. Hãy cầu nguyện cho những quốc gia đang chìm trong chiến tranh, cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ có thể tìm được giải pháp hòa bình thay vì tiếp tục xung đột. Hãy cầu nguyện cho các gia đình đang bị phân rẽ vì những mâu thuẫn để họ có thể hàn gắn và sống trong hòa hợp. Mỗi lời kinh Mân Côi của các con là một hạt giống của tình yêu và hòa bình mà mẹ sẽ giúp nở rộ và lan tỏa đến những nơi cần nó nhất. 4. Lời kêu gọi cầu nguyện cho những người đau khổ. Các con yêu dấu, mẹ không chỉ kêu gọi các con cầu nguyện cho hòa bình, mà còn nhắn nhủ các con hãy nhớ đến những người đang phải chịu đau khổ trong cuộc sống. Có biết bao người trên thế giới đang sống trong cảnh thiếu thốn, đói khát, bệnh tật và cô đơn. Họ là những người nghèo khổ, những người bị xã hội bỏ rơi và những người không có ai để nương tựa. Mẹ mời gọi các con hãy dâng những tràng hạt mân côi để cầu nguyện cho họ, để họ nhận được sự an ủi và sự trợ giúp từ Chúa. Khi các con lần chuỗi mân côi, hãy nhớ đến những người đang đau khổ về tinh thần và thể xác và cầu xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ ban cho họ niềm hy vọng, sự nâng đỡ và lòng can đảm để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Mẹ cũng kêu gọi các con không chỉ cầu nguyện mà còn hãy hành động. Hãy sống theo tinh thần bác ái và yêu thương mà Chúa Giê-xu đã dạy. Hãy giúp đỡ những người đang cần đến sự hỗ trợ của các con, dù đó là một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương hay một sự trợ giúp vật chất. Mỗi việc làm nhỏ bé của các con trong tình yêu sẽ là một ánh sáng lan tỏa sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa. 5. Chuỗi mân côi, một phương tiện mạnh mẽ để hoán cải tâm hồn. Hỡi con cái yêu dấu của mẹ, mẹ biết rằng các con không chỉ phải đối mặt với những thử thách ngoại cảnh, mà còn là những cuộc chiến bên trong tâm hồn. Sự nghi ngờ, sợ hãi và đôi khi là sự xa rời đức tin đã khiến nhiều con cái của mẹ lạc lối. Chính vì vậy, mẹ nhắn nhủ với các con rằng chuỗi mân côi không chỉ là phương tiện để cầu nguyện cho thế giới bên ngoài, mà còn là công cụ mạnh mẽ để hoán cải tâm hồn các con. Chuỗi mân côi là một phương tiện giúp các con tịnh tâm, suy ngẫm và quay trở về với tình yêu thương vô biên của Chúa. Khi các con dâng lên mẹ từng tràng hạt, mỗi lời kinh kính mừng sẽ là một bước tiến đưa các con đến gần hơn với Chúa Giê-xu. Những suy niệm về các mầu nhiệm vui, thương, mừng và sáng sẽ giúp các con hiểu rõ hơn về cuộc đời Chúa Kitô. Từ đó, các con sẽ cảm nhận được lòng thương xót và sự hy sinh vô bờ bến mà Người đã dành cho nhân loại. Mẹ mong muốn tất cả các con, dù các con đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống, đều có thể tìm được sự hoán cải nội tâm qua chuỗi mân côi. Mỗi khi các con lầm lạc, mất phương hướng, hãy đến với mẹ qua chuỗi mân côi để được dẫn lối quay trở về với Thiên Chúa. Các con sẽ cảm nhận được sự bình an sâu sắc trong tâm hồn và lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nhiều con cái của mẹ đã chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ trong cuộc sống của họ nhờ vào sự kiên trì lần chuỗi mân côi. Những tâm hồn tưởng chừng như đã chai cứng, xa rời Chúa đã được biến đổi nhờ vào sức mạnh của lời kinh đơn sơ này. Mẹ khuyến khích các con hãy kiên trì trong việc lần chuỗi, bởi vì mỗi chuỗi hạt không chỉ mang lại sự thay đổi cho bản thân các con mà còn góp phần vào việc hoán cải thế giới. 6. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của chuỗi mân côi. Các con của mẹ, thế giới hiện nay đang chìm trong những bóng tối của sự bất hòa, xung đột và hận thù. Các con có thể cảm thấy rằng lời cầu nguyện của mình quá nhỏ bé, không đủ sức để thay đổi những điều đó. Nhưng mẹ nhắc nhở các con rằng không có gì là nhỏ bé trước mặt Chúa. Mỗi lời kinh, mỗi lời cầu nguyện các con dâng lên qua chuỗi mân côi đều được Chúa đón nhận và sẽ sinh hoa trái theo thời gian. Hãy nhớ rằng khi mẹ hiện ra tại Fatima,
mẹ đã yêu cầu bao trẻ nhỏ hãy cầu nguyện chuỗi mân côi để chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới. Mẹ đã cho thấy rằng, ngay cả những đứa trẻ đơn sơ với trái tim trong sáng và lòng sùng kính cũng có thể thay đổi thế giới qua những lời cầu nguyện của chúng. Điều này chứng tỏ rằng, dù các con có cảm thấy mình nhỏ bé, không có sức ảnh hưởng, thì chuỗi mân côi vẫn có thể là phương tiện mạnh mẽ để mang lại những thay đổi lớn lao. Mẹ cũng mời gọi các con tin tưởng tuyệt đối vào lòng nhân từ và quyền năng của Thiên Chúa. Khi các con lần chuỗi mân côi với lòng tin tưởng, các con không chỉ cầu xin cho những nhu cầu của mình, mà còn gửi gắm mọi sự vào sự quan phòng của Chúa. Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi các con hoàn toàn tín thác vào Ngài, bởi vì không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. 7. Cầu nguyện kim mân côi để tránh những tai ương. Các con thân yêu, chuỗi mân côi không chỉ là phương tiện cầu nguyện cho hòa bình thế giới hay những người đau khổ, mà còn là phương tiện bảo vệ các con khỏi những hiểm nguy và tai ương. Mẹ đã nhiều lần khẳng định rằng, ai siêng năng lần chuỗi mân côi sẽ được bảo vệ trước những cám dỗ của ma quỷ, những tai họa từ thế gian và những thử thách về phần xác lẫn phần hồn. Hãy nhớ lại những lời hứa của mẹ tại Fatima khi mẹ nói rằng, hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi này không chỉ áp dụng cho thế kỷ trước, mà còn mãi mãi có giá trị trong mọi thời đại. Mẹ biết rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều thử thách và tai họa ập đến với nhân loại. Nhưng nếu các con siêng năng lần chuỗi mân côi, các con sẽ được bảo vệ và được ơn bình an. Chuỗi mân côi giống như một áo giáp thiêng liêng che chở các con khỏi sự tấn công của các thế lực xấu xa. Những ai trung thành với kim mân côi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi trong những giây phút nguy khốn nhất của cuộc đời. Mẹ sẽ luôn hiện diện bên cạnh các con, nâng đỡ và bảo vệ các con khỏi những hiểm nguy chỉ cần các con trung thành với việc lần chuỗi và luôn giữ lòng tin tưởng vào mẹ. 8. Chuỗi mân côi và tình yêu thương giữa người với người. Một thông điệp quan trọng mà mẹ muốn nhắn nhủ với các con trong bức thư này là hãy sống trong tình yêu thương với nhau. Khi các con lần chuỗi mân côi, không chỉ là cầu nguyện cho chính bản thân hay gia đình, mà còn là một hành động yêu thương, hiệp thông với tất cả những anh chị em trên khắp thế giới. Chuỗi mân côi là phương tiện giúp các con mở lòng mình ra với những nhu cầu của người khác, đặc biệt là những người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi. Mẹ kêu gọi các con hãy thực hành đức ái qua việc cầu nguyện và hành động. Kim mân côi sẽ giúp các con trở nên nhạy bén hơn với nỗi đau của người khác và thúc đẩy các con hành động để xoa dịu những nỗi đau đó. Các con hãy nhớ rằng, mỗi hạt kinh các con lần không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng, mà còn là một hành động yêu thương, một lời cầu nguyện cho người khác, đặc biệt là những người không có ai để cầu nguyện cho họ. Hãy dâng lên mẹ những tràng hạt mân côi, không chỉ để xin ơn cho bản thân, mà còn để xin ơn cho tha nhân, cho những người xa lạ mà các con chưa bao giờ gặp, cho những linh hồn nơi luyện ngục, cho những ai đang chịu đau khổ về thể xác và tinh thần. Mẹ sẽ nhận lấy những lời cầu nguyện ấy và chuyển cầu cho họ trước mặt Chúa, giúp họ tìm được niềm an ủi và sự chữa lành trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. 9. Chuỗi mân côi và ơn gọi sống trong hòa bình. Các con yêu dấu, mẹ nhắn nhủ rằng, chuỗi mân côi còn mang trong mình một ơn gọi đặc biệt, ơn gọi sống trong hòa bình và là người kiến tạo hòa bình. Khi các con lần chuỗi mân côi, các con không chỉ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn mình trở nên hiền hòa và yêu thương hơn. Hòa bình không chỉ đến từ những thỏa thuận giữa các quốc gia hay các tổ chức, mà trước hết, nó bắt đầu từ tâm hồn của mỗi con người. Mẹ kêu gọi các con thông qua chuỗi mân côi, hãy sống tinh thần hòa bình trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Các con hãy cố gắng làm giảm đi sự hận thù, đố kỵ và xung đột bằng cách tha thứ, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau. Hãy sống đời sống đạo đức, nhân ái và hòa nhã với tất cả mọi người, kể cả những ai các con không đồng ý hay có mâu thuẫn. Chuỗi mân côi sẽ giúp các con có được sự khôn ngoan và lòng can đảm để giải quyết mọi mâu thuẫn trong tinh thần hòa bình và yêu thương.
Mẹ mong muốn rằng mỗi khi các con dâng lên một tràng hạt mân côi, đó sẽ là một lời nguyện cầu cho hòa bình, không chỉ trên toàn thế giới mà còn trong lòng của mỗi con người. Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, những sứ giả của tình yêu và lòng nhân từ trong thế giới đầy chia rẽ này. Amen.